Hôm nay, Công an thị xã Mỹ Hào và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắc đã bắt giữ 5 đối tượng bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ của Công an thị xã Mỹ Hào vào ngày 9 tháng 6 vừa qua. Các đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn trên địa bàn vùng sâu huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắc. Cơ quan Công an đang làm các thủ tục để di lý các đối tượng này về Hưng Yên, tiếp tục điều tra và xử lý hành vi của các đối tượng theo quy định của pháp luật. Hôm nay, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Yên cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Nguyễn Trí Hiến, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên cùng 4 đồng phạm về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Bốn bị can cùng bị truy tố gồm Nguyễn Thị nở sinh năm 1964, nguyên phó giám đốc Sở Tài chính, Mai Hắc Lợi sinh năm 1962, nguyên phó giám đốc Sở Tư pháp, Nguyễn Ngọc Duy sinh năm 1976, nguyên phó cục trưởng Cục Thuế và Ngô Quang Phú sinh năm 1980, nguyên phó giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường. Trong thời gian tỉnh Phú Yên triển khai thực hiện dự án khu đô thị Nam Tuy Hòa với tư cách là Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên, Chủ tịch Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất, ông Nguyễn Trí Hiến trực tiếp chỉ đạo thực hiện được sự giúp đỡ và thực hành của bốn bị cáo trên đã bán đấu giá quyền sử dụng 262 lô đất cho phép hỗ trợ giảm giá 5% trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại tài sản nhà nước với số tiền hơn 8 tỷ đồng.